chưa xong. Bây giờ đoàn mình đi vào Tràng An để lên thuyền đi xem cảnh. Combo là Tràng An Khê Cốc là 300.000 đồng, trẻ em là 145.000. Bây giờ mình đi vào bên trong nha. Ủa, mình có vào Khê Cốc luôn hả chị? Hay là chị là Tràng An thôi? Mình đi Tràng An mà. Yeah. Lịch trình mình mình đi là đi Tràng An. Dạ. Yeah, trong này là đường mình đi vô đây, mình đi xuống đảo nha các bạn. Dãy đèn lồng luôn, đủ màu sắc rất đẹp quá. Đây là cái bến thuyền đây. Đó, mình sẽ chèo thuyền dọc theo cái con sông này nha. Tràng An. Bây giờ mình đi xuống thuyền để mình đi dọc quay cho các bạn xem nha. Đi vòng qua bên kia thì mình mới xuống thuyền được. Giờ mình đi xuống ta thuyền nha, một thuyền 4 người. Của em có 21 người. Chung lên đầu bến trên thuyền. Bến 4 cho lên một điểm. Lên điểm mình cũng nhiều. Bến 4 cho lên một điểm. Bây giờ mình sẽ tàu sẽ rời bến, mình sẽ đi vòng quanh cảnh. Phải mặc áo life jacket vào cho an toàn, tại vì không biết bơi. Nhưng mà Lực thì ai cũng phải mặc áo. Này rất là đông nha các bạn. Coi như vé là một người là 250.000 để tàu này, và mình sẽ tip 25.000 cho một người cho anh đưa chèo thuyền. Không biết là thời gian là mình đi bao lâu, khoảng tiếng rưỡi đi vòng ở đây ngắm cảnh rất là đẹp nha các bạn.
núi đẹp quá, những dãy núi trùng điệp rất là hùng vĩ luôn. Người lái đò này cũng lớn tuổi không à, ai cũng mớm mớm à, tập thể dục nhiều á. Đèo đò sẽ đi hàng ngày mà mệt lắm luôn. Mà thấy đa số là nữ ha, khỏe ghê ha. Có nam nữa. Suốt luôn. Bạn thấy phong cảnh rất là an bình. Đẹp quá, tràn an. Cảnh đẹp quá luôn. Có mái chèo à, chèo phụ. Chú có cho chèo phụ không chú? Có hả? Con chèo sao con chèo vậy hả? Dở cây ra đi cầm cầm ra cái lưng đó sau chở lái luôn rồi. Yeah. Phụ thấy chú lớn tuổi á. Yeah. Ngay tập thể dục luôn. Ủa con muốn chạy muốn làm hai cái sao chú? Được không? Một bốn cái. Con bốn cái. Không, con làm hai bên hai cái không được ha. Bên đây xong qua bên đây để chờ. Đi nhanh hơn. Hình như là Tràng An này cũng là được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cảnh đẹp á, đất nước mình ở đâu đâu cũng cảnh đẹp á. Phải không các bạn? Việt Nam là cảnh đẹp, nơi nào cũng đẹp. Ok. Như lạc vào tiên động, rất là đẹp luôn. Sắp vào hang động rồi nha các bạn. Phải cúi đầu xuống nha, lạng quạng là đụng đầu. Đụng đầu bể đầu á. Bắt đầu mình đi vào hang lắm. 60 mét, chiều dài khoảng 60 mét. Thằng Lâm tối quá à. Hang lắm. Khoảng 60 mét à. Hồng sáng rồi nha. Sắp đến cái chùa đấy nè. Chờ mình lên cặp ở đây mình lên mình tham quan chùa rồi nha.
hỏi chứ. Thì không ngờ tụi mình gì kìa. Ủa rồi. Ủa rồi mấy người mà. Còn tắm đẹp. Kìa rồi. Và lần có rồi xíu. Cái tắm lá. Nó đẹp rồi. Đâu mình đâu có ghé đây phải không chú? Đâu mình đi luôn phải không? Không có ghé đây hả? Ghé đền sau á. Trời, cái sau. Cái đền này đền gì chú hả? Đền này là đền Thánh Cao Sơn. Thánh gì chú? Thánh Cao Sơn. Cao Sơn. Cao Sơn. Ồ, Cao Sơn tầng núi. Quên rốt bộ đất. Yeah, it's a temple. Oh, we go there? No, no. Oh. The next one. Oh, the next one. Yeah. Hay là thằng núi, it's a mountain. Không đi, không đi. 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 Đây là mình vào hang vạn. Rồi hang vạn. Cái này dài nha, sâu nha, 250 m. Gấp 4 lần. Hang rồi. Rồi tối thui luôn á. Chuẩn bị nha. Hang này là rộng dài. Chú làm nghề lái đò này bao lâu rồi chú? Mười năm. Dạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 65 ạ. 65. Khi nào mới được tuổi về hưu hả chú? Bây giờ mình mắc cổ nên là cứ phải làm công vậy. Dạ. Rồi ngày xưa nữa là chú làm nghề gì? Làm nhà nông à. Dạ. Quê chú mua. Quê chú gần đấy không? Đúng gần đây các bến đò này 3 cây số. Dạ. Cái hang này là người tự làm hay là như thế nào chú hả? Cái này là nó có thiên nhiên ngày xưa nhưng mà chỗ nào nó hẹp thì họ mở rộng một tí. Dạ. Vâng. Mình đến cái hang thứ ba là hang cổ. Cổ dài 320 m rồi, cái hang ấy là lắm núi đẹp là hang nguyên vẹn này. Dạ. Yeah. Rồi sáng. Cái nước này nó sâu không chú ạ? Nước này là sâu nhất là 3 mét rưỡi. Ồ oh, wow. Còn có đoạn thì độ 2 mét rưỡi. Dạ. Có đoạn thì 2 mét. Ồ oh, đẹp quá. Ra đây thấy đẹp phải không? Beautiful. Rưỡi là sâu. Những ngày trời mưa thì chú có phải là, có làm có du khách không chú? Dạ. Những ngày trời mưa á. À, ngày trời mưa thì nói chung là khá chứ mở quanh năm nhưng mà gọi ít đi thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Một ngày vậy là chú bao nhiêu tiền một ngày làm được á? Nếu mà một ngày thì đông khách thì đồng xuân thì đồng chuyến, còn như là thì thưa khách thì 2 ngày chuyến. Một ngày chuyến. Ồ. Một ngày chuyến, còn thưa thưa là 2 ngày chuyến. Ồ sao ít vậy chú? Con thấy 2.000 mà. Ồ 2.000 lận thay phiên nhau à. Ồ. Ồ. Rồi họ trả cho chú là trả như thế nào? Trả lương giờ hay là lương thuyền chú? Trả cho chuyến cả đi về thì được 200. Ờ 200. Rồi xong rồi ví dụ như tụi con tip riêng bo riêng cho chú thì cái đó là chú bỏ túi. Dạ. À, ở đây họ làm cũng cực lắm nha các bạn. Một chuyến 200.000. Yeah. Như một ngày tiền khi mưa với đó thì giá 2.000. Như vậy là ở đây người ta sống bằng nghề này cũng nhiều ha. Yeah. Quá trời. 2.000 tiền là 2.000. Ở bên kia. Ở bên kia có nhà trò gì á chú ạ? À? Cái đảo đóng phim của Kim Công. Ồ, Kim Công. Ồ, Kim Công chuyện đó đóng phim đây. Wow. Rồi họ dựng lên những cái chòi đó hả chú? Bây giờ có chòi lá cọ không vậy mà. Có cho du khách ở không? Không phải, để chống lại. Ừ. Ồ, cảnh đẹp quá hả? À, phim Kim Công họ đóng ở trong đó đó các bạn.
Tí nữa mình về là mình đi đường bên kia hả chú? Dạ. Đấy, cái núi mới núi tạo ra những hang là thiên nhiên tạo ra những hang hay gì. Chú nói là cái hang tới sắp tới là giờ là do thiên nhiên á, tỷ dài lắm nha, không có sửa chữa gì hết. Như cái hang mình mới đi ngang á là hang đó đã có đục chút xíu để cho rộng ra, là nới rộng ra. Ờ, những người này là họ đi vớt bèo nè. Đây cũng là công việc hả chú? Dạ. Đây cũng là công việc đi vớt bèo hả? Đây là vệ sinh môi trường. Dạ. Dạ. Ngày nào cũng phải vậy, nó cũng sạch sẽ rồi. Dạ. Vớt mấy cái rong rêu. Để cho các bạn thấy nước sạch đẹp thì các anh chị vệ sinh môi trường phải đi vớt bèo, vớt rong rêu. Bên đây trái mình là gì đây chú? Đấy là điểm lên đền. À, đền. Mình có hai hang động nữa là lên cái điểm đền Hành Trung Vũ Lâm. Dạ. Thấy rằng là cô chú lớn tuổi không à? Ruộng lúa sống bây giờ có cái du lịch này cũng đỡ chứ. Trước thì nó cũng cực lắm. Một thuyền này được chở được có 4 người thôi. Một thuyền là tối đa chỉ 4 người thôi hả chú? Đi 6 người được không? 6 người thì nặng quá. Dạ. Dạ. Ở đây có thêm một cái đền nữa. Nghĩa đền. Đây là chùa gì hả chú ơi? Chùa này chùa gì hả chú? Đền Hành Phúc Lâm. Ồ. Nó có 4 ngôi đền liền nhau. Ồ, đền. Có người ở đây không chú? Có mỗi ông chùa đây. Để chăm sóc cái đền vậy đó. Ê, các bác chủ cái cảnh chỉ đình thì đẹp lắm. Đó, cái này nè. Rất là đẹp luôn. Anh biết sao đẹp không các bạn ơi. Mình đang tới cái chỗ này chắc để cho ngồi uống trà uống gì. Ở phía sau đó là đền. Cái gì vậy chú ạ? Phía sau là căn phường hoàng. Không, cái căn nhà đó đó chú. Cái căn nhà phía sau này là nó gọi là cái thủy đình xây dựng lên cốc mặt nước. Thủy đình. Thủy đình. Để ngồi chơi hả chú? Dạ. Để ngồi chơi hả? Không kể, nhưng mà ngày hội như này đầu xuân là các nghệ nhân lên đấy là biểu diễn ca múa nhạc rồi. Nghe thôi. Dạ. Bạn thấy cảnh đẹp không? Nơi đây để mọi người chụp hình, chụp ảnh ở đây. À, hai con gái là tới đây là thích lắm á. Đằng sau cái đẹp quá. Thủy đình là Tân Phượng Hoàng. Tân Phượng Hoàng. Hai cái núi cánh và những cái đầu cam bay lên. Dạ. Đây là núi Phượng Hoàng. Núi Phượng Hoàng. Oh. Cái đầu. Như là bồng lai tiên cảnh lạc vào chốn bồng lai. Dạ. Mình ở đây ha. Quá đẹp. Các bạn thấy có đẹp không?
lên đây, lên đây ngồi ngồi chơi ở đây. Nếu có ngày lễ hội ta có ca nhạc ở đây nè, cho du khách nghe ca múa nhạc ở đây. Là Thủy Đình dân tôi cũng nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ vào hang động bên trong nha. Wow, hang này thấp lắm á. Phải cúi đầu xuống. Các bạn thấy không? Yeah. Wow, đẹp quá. Giờ mình đang vào trong hang động ở phía trong nè. Có những cục đá nhổ xuống nè. Dễ bị đụng đầu lắm á. Nhiều này phải cúi cái đầu xuống. Hang này vẫn còn là thiên nhiên, chưa có đục đẽo gì hết. Yeah, this one, be careful. No, đây nè, các bạn thấy nè, mình cúi đầu xuống nha. Những thiên nhiên thật là hùng vĩ, những khe đá, những hang động cũng là kỳ quan của thế giới. Đây là những thạch nè. Có những nơi mình đi là nhân tạo, nhưng mà đây là thiên nhiên, thiên nhiên hoàn toàn luôn. Chú lấy đò này, chú cũng vào đây lái là cũng phải kinh nghiệm đó nha các bạn, để mà bẻ lái vào trong những cái hang bé xíu à. Giờ mình nốt cho một cái đèn màu để cây mình có đèn gì thôi, giống như mình đi qua bể hay ở đâu đó, cái làm cái đèn nhìn có vẻ kỳ bí, huyền ảo luôn, đúng không? Đi vô trong này mình cảm thấy giống như mình rất là thư giãn luôn á, buồn ngủ. Nó làm cho mình relax, nghe tiếng máy chèo, tiếng nước róc rách vậy thôi. Cúi đầu xương. Vô đây có ai bị đụng đầu không chú? Chú mới có 65 tuổi à, nhìn chú già quá chừng luôn. Mấy anh có mấy tuổi rồi? Hả? 3 tuổi à? 4 tuổi. 65 là chú tính tuổi Tây à? Nếu mà tính tuổi Tây anh cũng 63 rồi. Ở tuổi ông á, tuổi ta. Cái này dài ghê ha, dài nhất 320 mét. Hàng trước có 250 mét thôi. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài nha các bạn. Đây là rất là dài, nó có hàng 3 tiếng rồi, mình đi 3 tiếng rồi. Những dãy núi trùng trùng điệp điệp luôn. Mình quẹo phải là đi đâu chú? Đó. Quẹo phải là đi đâu vậy? Ồ, xa hơn. Ồ, mình nó không cho mình đi cái tuyến nào dài hơn. Hang Đại. Hang kế tiếp là hang Đại, 150 mét, chiều sâu. Hang này cũng rất là thấp nè các bạn. Trong hang thì họ cũng gắn đèn, đi dây điện, ôi dây điện vào đây để gắn những cái đèn để sáng. À,
để cái bóng đèn vàng thì cũng có cái hay của nó, giống như là nguyên thủy vậy đó. Còn màu mè thì giống như nó lại biến ra thành một cái khác rồi. Này một cái có cái hay nha. Tại vì những nơi mà làm như vậy đó là nhân tạo chứ không phải là thiên nhiên nữa. Giống như ánh đèn dầu vậy đó, mình tưởng tượng có một cảm giác rất là lạ kỳ các bạn ơi khi mà vào trong này. Nó làm cho mình, con người mình đó, thật là thoải mái mà nó cảm giác đó. Mình chuẩn bị mình lên đây đây, đến cái đèn này. Đèn khe cốc. Dạ. Bên này là bên dưới, bên dưới là bên trước nhé. Dạ. Đảo khe cốc. Đây là đảo Khê Cốc nha các bạn. Bây giờ mình vô trong. Hành cung Vũ Lâm. Tướng quân bàn thờ Thành Hoàng Đinh Kiều Tả giám sát Đại Tướng Quân. Bàn thờ sư thần. Bàn thờ hội đồng quan văn. Ngôi nhà này với những cái cây mà nhìn rất là cổ luôn, nhưng mà chắc chắn luôn á. Đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, là di sản đầu tiên và duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á. Ở hành cung Vũ Lâm đó, là quần thể của danh lam Tràng An. Rồi.
con này này khóc vài lần. Đền đài rất là cổ, hùng vĩ ghê không? Lên vào trong thôi. Đi xong chưa? Mình đi ra đi. Đây là chùa Khai Thúc, được xây dựng năm 1285, cũng cổ lắm luôn á. Bây giờ mình đi ra đây. Ok, cây đa, cây bồ đề nha. Mà chắc là lâu lắm rồi đó, lâu lắm tuổi đó. Chùa này là năm 1285. Cây đa này cũng cái tuổi cũng là cả ngàn năm rồi. À. 800 năm. Đây à. 739 năm à. Ừ. Ừ. Thấy cái rễ đó không? Biết là lâu năm lắm rồi. Người quét dọn. Đây là một cái chùa khác nữa. Rồi, Tôn Tướng Yết Kiêu. Giờ mình đi tiếp tục nha. Đây là một quần thể mấy chùa luôn. Hoàng cung Vũ Lâm. Ở đây giữ chăm sóc sạch sẽ. Mình ở trong chỗ thường mấy cái khu du lịch này nhưng mà họ làm giữ trong nhà vệ sinh cũng rất là sạch luôn. Đúng rồi, sạch sẽ. Để du khách nước ngoài rất là nhiều. Du khách nhìn đẹp quá. Thấy rồi đó. À, bây giờ trời bắt đầu oi nắng này. Cái
không khó đâu. Ở đây vào mùa đông có lạnh không chú? Mùa đông lạnh. À, có du khách đông không? Ôi ha, sao đâu? Thắng rồi, ôi, nóng quá. Ngoài đây. Dạ. À, tôi nhờ đi nhá. Mấy ở đây mình chuyển như làm sao đây, anh vào đây. Nó không mở được cái này, cái phía trước mấy cái chòi đó là lúc trước họ đoàn làm phim phim kinh công á, họ đến đây họ quay phim đó các bạn. Họ dựng cái chòi đó là để tới bây giờ. Quay xong ở trên xa xa trên kia họ cũng làm cái chòi đó kìa. Cảnh đẹp quá ha. Tại núi mà thì kinh công á. Quay ở đây là đúng rồi. Đúng bài luôn. Cái phim đó bao lâu rồi? Lâu rồi. Có cái cầu nữa. Chỗ mấy cái chòi đó mình có lên du khách có lên tham quan được không chú? Đấy là bằng nhà cổ không vậy mà. Đâu có gì. Dạ. Cái đài nó nói thế này. Nhạc đó hả chú? Ừ. Con thấy có người chăm sóc vườn ngoài đó đó kìa. Dạ. Người lao động. Dạ. Người lao động người cỏ chứ sạch sẽ ha. Dạ. Rồi họ ở đây luôn hả? Họ về chú. Tối rồi chứ. Hồi nãy con thấy trong cái đền là nãy đó cái đảo. Đảo mình mới đi ra đó. Thì có anh đó, anh ở đó luôn á, trong chùa. Đấy là cây cỏ nó tốt rồi, cũng rửa hết. Dạ. Có con vịt bé bé xinh xinh nè. Cưng không? Vịt vịt mẹ đâu rồi, có vịt con nè. Vịt đe. Nó bay đi à. À, bên kia có chiếc cầu các bạn thấy không? Qua đó diễn làm vài bộ ảnh. Những cái chòi này họ bỏ không à. Đang chèo ghe. Chèo thuyền. Để chị đẹp chơi đi chơi đi dọc theo Tràng An, yeah. Ninh Bình đẹp quá các bạn ơi. Ở sau lưng hai vợ chồng em là hai bạn đến từ Indonesia. Indonesia. Bali. Nhiều khách nước ngoài họ tới đây du lịch ngắm cảnh đẹp kỳ quan của thế giới, rất là tự hào Việt Nam mình đẹp như thế này, được UNESCO công nhận là di tích văn hóa lịch sử. Bây giờ trời nắng bắt đầu lên rồi. Trời hơi oi oi thôi mà cũng không nắng gắt. Hôm nay là thời tiết rất là lý tưởng để mình ngồi trên chiếc thuyền đi dọc con sông Tràng An. Đẹp lắm các bạn. Ngồi ngắm cảnh hai bên là núi đồi, những cây, thiên nhiên. Ghé thăm những đền thờ thật là hùng vĩ. Việt Nam quê hương tôi. Để con lấy đò đẹp trai chở thiếu quá thôi. Ngồi ngắm cảnh. Cho mượn bờ vai. Không cần một bờ vai. Em chỉ cần một bờ vai. Phía trước mặt mình là ngọn núi đẹp lắm nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây tôi đợi tắt máy này, trôi lên bình này, uống gì, uống này, bia, ăn tôm tích hướng, lớp sờ, tôm hùm nướng. Ồ, bữa giờ nói chưa ăn tôm tích nữa nha. Bây giờ là mình đi dọc về rồi. Ở đây đâu có nhà ai ở hả chú? Chứ không có cho dân cư ở đây à? Wow. Có bảo vệ được ở đây thôi. Ở đây là cũng được trả tiền luôn. Xong coi rồi là những sản phẩm dưới nước cũng như là đây là ngọn núi Rồng hả chú? À, theo các bạn thấy tưởng tượng thấy như thế nào? Theo chi thì giống như là gương mặt kìa. Anh thấy không? Gương mặt giống như là người mẹ có bầu vậy. Đây cũng mặt bên trái. Bên trái là mặt nằm. Đúng rồi. Tư thế nằm. Tư thế nằm á. Mà chú nói là đây là núi Rồng. Thấy miệng không? Mũi tẹt à? Miệng. Đầu óc phong phú. Hoặc là mình nghiêng qua đây cũng là cái đầu bên đây. Đầu bên chỗ bự chỗ này. Đầu. Đây là cặp mắt nè. Đây là cặp mắt nè. Đây là cái mũi nè. Cái càm, cái miệng nè. Đây là cái ngực. À. Quay lại cho các bạn xem nữa. Không biết là các bạn thấy cái hình này như thế nào. Thì nhớ bình luận cho chị biết nha. Trùng điệp như là san sát nhau. Vô là như nhiều mình đi ra mình không có ra hang lại đi hương khác. Ở dưới hồ này có cá không chú? Nhiều chứ. Nhiều hả? Cái này người ta bài rồi cá có được bắt lên ăn không? Không ạ, cá này là cái bài tồn này là nó không sống. Ừ. Rồi nhiều quá rồi sao cá nhiều lắm á? Ủa chú trước đây làm cái gì chứ? Chú này nè. Hết sách rồi. Hết sách rồi. Giờ đi về hả chú? Nghe cái máy chèo nghe nó thư giãn gì đâu luôn á. À ngồi lên tàu à. Đây có cái mộ hả gì chú? Mộ của ai chú?
trước nào du lịch là cái làng ở bên đây nó bị mất rồi, tài sản đi hơi lên đây. Bây giờ vào du lịch là nó không cho ở đây chứ. Phải di dời đi hết hả? Rồi. Này để nhạc du dương, nhạc về Tràng An. Ở xa xa phía trước là núi. Giống như là cái mặt người đó các bạn. Người với người hai mặt á, có thể tưởng tượng. Mấy giờ thì thuyền không có chở du khách nữa chú hả? Đây là bến đi lên đó các bạn. Rất là nhiều nhân viên. Bây giờ không quán vé rồi, thuyền rồi. Không dẫn cửa. Xin vô đây làm khó không chú? Xin vô vào đây làm khó không? Xin vào đây á. Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị đi lên nha. Wow, quá chừng cá luôn các bạn ơi. Wow. Look at them. Oh my goodness. Wow, cá này là chân tương là ngon lắm nè. Cá rô quá. Wow, cá này là không có được mà, không có được bắt đầu đó. Wow. Wow. Cá là cũng bự luôn á. Còn như cá này là không được bắt lên nha các bạn, để cứ để như vậy á. Đây là khu bảo tồn mà. Cho con cá nào cũng bọc phú luôn. Nhìn đẹp, đẹp quá ha. Quá trời luôn. Cảm ơn chú. Rồi thôi mình đi. Rồi đã kết thúc chuyến đi đò trên sông Tràng An. Bây giờ mình mát quá ha. Mình sẽ đi một điểm nữa. Bao nhiêu là 2,000 2,000 cái thuyền. Coi như dân ở đây sẽ làm cái nhà du lịch vậy không? Một ngày, bữa nào mà đi làm thì... Được 200,000 à? 200,000 200,000 tiền thiết nữa. 200,000 Mình đi vào trong là Trần An di sản văn hóa thiên nhiên thế giới. Họ làm những cái lồng đèn. Nhớ là nhỏ, những cái đồng đèn vậy nó thích lắm. Ừ. Bán đồ lưu niệm, hoa sen.
Mùa vàng Tam Cốc. Vẻ đẹp Tràng An. Thành cung của Tam cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.